Anh là ai? Sao tôi liên lạc không được? Vì sao anh không nhận ra tôi? Hay có lý do gì? Đi vào trận đánh thì ban chuyên án của chúng tôi đã họp rất là cầu kỳ và gần như có một sự chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới. Thế thì ở đây có một cái câu chuyện, đó là khi trinh sát nội tuyến vào thì có cái sự thống nhất giữa bên trong và bên ngoài. Trinh sát vào ám tín hiệu ra bên ngoài, đó là khi mà có hàng thì một đồng chí trinh sát sẽ giơ tay đặt về sau gáy, coi như là gãi đầu. Lúc đó thì lực lượng bên ngoài sẽ quan sát để biết được là bên trong có hàng hay không có hàng. Thế thì tình cờ... Linh cảm của tôi, anh là người đáng tin cậy. Có lẽ anh có lý do. Nhưng một gã không rõ nguồn gốc xuất xứ, sao lại ám ảnh tôi thế này? Thì cần phải một cái phương tiện liên lạc khác. Đấy là gì ạ? Thiết bị gì? Bí mật. Đúng không? Thiết bị bí mật ở đây sử dụng trong những tình huống nào? Sử dụng hoàn toàn trong bất cứ tình huống nào, nhưng với một cái điều kiện, đó là an toàn. Công nhận đã. Không cá phần gì. Này, cái bài học hôm nay thầy dạy, tôi thề tôi mà không nghe, tôi không bao giờ tôi nghĩ rằng là lại có những cái câu chuyện đấy xảy ra. Thế à? Ê, vẫn là anh chàng bí ẩn đấy à? Anh ta nhắn tin cho tao, nhưng mà tao gọi lại thì không nghe máy. Chàng ta đúng là bí ẩn thật đấy. Này, cứ thấy anh ta lập lại lập lờ thế nhở? Thích thì nhắn tin, mà không thích thì thôi thế à? Này, tao thấy lão Huy ạt, chủ vũ trường, là một tay không phải dạng vừa đâu. Khách khứa thì toàn là xã hội thâm. Lão bí ẩn của mày giao lưu với cái loại người đấy, chắc gì đấy là người tử tế. Mày nên xem lại mối quan hệ này đi. Mình làm nghề này, làm sao có thể tự do giao lưu được? Thật ra tao cũng không thích cái vẻ du côn lãng tử của lão ta. Nhưng mà quái lạ, tại sao lão ta cứ ám ảnh tao? Ánh mắt của lão ta như nói với tao, anh là người tử tế. Hâm, lãng mạn vừa thôi. Bao nhiêu chàng đào hoa lãng tử thích thì mày lại không yêu, tự nhiên đâm đầu vào một lão chả biết tung tích người ngợm ra làm sao. Mà tỷ kiếp bảy đời lão mới nhắn cho mày đúng một tin, xong rồi lại mất hút. Có khi nào lão đang ở trong tù không nhỉ? Này, chưa biết cái gì hết, đừng có suy diễn ác cảm thế. Đừng có suy diễn ác cảm thế. Khiếp. Anh cho gọi em. Ừ, chỗ kia chập rồi. Đã qua vòng gửi xe. Dạ hả anh. Vậy bây giờ anh tính sao? Trong nhân gian đầy ai xa đoạn, tai ta nghe lời theo bóng ma. Hắn ta mang tội lỗi chất chồng, đây ta gieo nhiều chuyện thương vong. Có đâu ngờ những mong buồn khiến ta thành loài thú trong chuồng. Tương lai đâu, tương lai đâu, giờ chẳng thấy. Ta lao theo không nghe ai vì ta dấy. Không ai thăm, không ai chăm, đời ta như trắng tay. Những ký
giật dây bỏ tắt ngay. Có đâu ngờ như ngóng cuồng khiến ta thành loài thú trong chùa. Dạ, em chào đại ca. Thưa đại ca, em đưa thằng em Hùng lên gặp anh ạ. Chào anh. Tao nghe thằng Tuân nói mày cần mua đá à? Chủ yếu là nhập đá, mỗi lần lấy hàng tấn. Mày lấy nhiều thế để chạy đường à? Coi bộ mày coi cái chết và cái sống không quan trọng. Nếu em sợ chết đã không đứng đây với anh. Mày mua nhiều như vậy chắc là thị trường tiêu thụ của mày rất là rộng lớn. Chủ yếu là xuất đi nước ngoài, hàng ngon thì làm, chứ liều tiêu vài cân thì thôi. Có tiền thì bao nhiêu mà chẳng có, nhưng giá cả thì nhập thế nào? Có giá làng cả rồi, nếu là hàng xịn trên dưới 1 tỷ một cân. Mày còn nhập gì khác không? Chủ yếu nhập đá. Trắng thì sao? Xu hướng bây giờ là đá, dễ chơi, dễ phê. Nếu là hàng trắng, chủ yếu xuất sang Trung Quốc vì bán trong nước rất chậm. Tao thì không có hàng, nhưng nếu mày cần tao chỉ chỗ bán cho. Cái quan trọng là mối hàng phải ổn định và tin tưởng nhau thì làm. Khi nào mày lấy? Sớm thôi. Chuyến này mày định lấy bao nhiêu? Tầm 1 tạ. Khi nào thông cầu rồi tính tiếp. Mày lấy nhiều thế thì tao phải hỏi nhiều chỗ. Tạm thời mày cứ ở đây đi, khi nào có hàng tao sẽ báo. Tao nghe nói là mày biết võ à? Có một chút để phòng thân thôi. Sao lúc trước bọn này đánh mày, mày không chơi lại? Lúc đấy bọn nó mặc đồ công an. Còn mấy thằng này trang bị hàng nóng đầy đủ. Chứ bọn này không phải đối thủ của em. Nếu vậy mày thử tao xem đi. Đại ca, thằng em nó mới lên còn hơi mệt, mình còn nhiều thời gian mà anh. Cũng được, mày sắp xếp chỗ ở cho nó đi. Kêu đàn em lo cho nó chu đáo. Vâng ạ. Chào anh. Dạ đại ca. Từ lúc này tụi mày giám sát camera 24/24 cho tao. Cử hai thằng lúc nào có túc trực máy, rõ chưa? Dạ vâng thưa đại ca. Này, kia kìa, ưng chứ? Cái gì đấy? Thì có hai em xinh đẹp phục vụ chú. Thế này có mà chết em à? Sức đâu mà làm ăn. Tao theo ông ấy bao nhiêu năm mà có được ông ấy chăm lo như mày đâu. Đấy, anh cứ lấy một đứa mà dùng. Em không quen với kiểu trâu bò hợp tác. Thật không? À, mà cái khoản kia của mày khá. Tạ, 30 phút không tính chấp đề. Nhưng mà em tập võ cho nên không thiết tha cái khoản này lắm. Sao đấy? Tôn tinh luyện thần, hạn chế tình dục, bảo tồn tinh lực. Trả bù cho tao, một đêm cứ phải 3-4 nháy thì mới ngủ được.
Phòng em đâu? Đây, phòng này. Phòng được không? Sếp anh chú đáo quá nhỉ. Thì chú mày là khách sộp mà. Khách sộp à? Mà đánh em ra nông nỗi này đây. Thế thì hôm nay sếp mới điều hai em xinh đẹp để hầu hạ chú mày ngày đêm, coi như là hòa nhỉ. Hai em trông hừng hực thế này, sức đâu mà em đấu với vệ sĩ của ông trùm đây. Thế chú mày định đấu thật à? Nhìn mấy con chó đấy, em ngứa mắt không chịu được. Hôm trước anh có nói với anh Trư, anh ấy bảo nếu mày đánh thắng đám vệ sĩ, anh ấy tuyển mày luôn. Em lên đây mua hàng, sao lại thuê em? Nói đùa thôi, cứ trả lương thật cao thì chơi, lương thấp thì nách. Chuyện đấy thì yên tâm. Anh đẹp trai, bây giờ anh chọn ai, em hay là nó? Khổ quá, giờ hai em đều ngon, không biết chọn em nào. Nói đi thôi, anh đi đường hơi mệt, chắc cần nghỉ ngơi yên tĩnh một tí. Khi nào cần thay dầu, anh nhớ hai đứa. Đêm trên núi của mình lạnh lắm, hay là để hai vợ em ủ ấm cho nhá. Này, qua nhà nhìn cái lão kia rõ rãi rồi kìa. Thôi thì bây giờ một em coi bên đấy phục vụ anh ấy. Không được, đây là hai em xếp dành cho chú. Anh cứ nhận đi cho thằng em vui. Nhưng mà cứ nhận đi. Thôi thôi thôi, mình đi. Mình vào đi anh. Để em chơi với anh nhá. Này, để anh đi tắm cái đã. Thế để em tắm cùng anh nhá. Anh không quen tắm chung. Em đi tắm trước đi, tí anh tắm. Cũng được. Cái máy nghe lén bọn mày gắn có chắc không? Dạ, lão cứ yên tâm, em kiểm tra rồi, rất chắc chắn. Ừ. Máy thu bắt tín hiệu bao xa? Dạ, bán kính 10m, nghe tốt thưa lão. Thường mấy chỗ này bọn nó hay chủ quan nhất. Chúng mày giám sát hình ảnh 24/24 cho tao, nhắc mấy đứa ca về, nhớ chú ý đến nó, rõ chưa? Dạ, dạ. Vâng vâng, anh nói sao? Chuyến tới à? Nhiều thế cơ á? Vâng, vâng. Để em kiểm tra ở đây xong mấy việc, em sẽ đi ngay. Anh yên tâm. Sao đây đại ca? Anh Toàn gọi, bảo lên trên đó kiểm tra mấy việc trước khi giao hàng. Em đi cùng anh chứ? À không, mày ở nhà trông hàng. Để anh đi xe khách lên được rồi. Thế cho một thằng đi theo đỡ đần anh nhé. Ừ. À, ai mà bảo gặp anh, mày cứ nói anh về quê xem mộ cho mẹ. Sao lần nào anh cũng nói đi xây mộ thế? Thì mày cứ nói sao dễ nghe là được. Anh sẽ tắt số điện thoại chính, có gì gọi số kia cho anh. Thế bao giờ anh đi? Chắc là cuối tuần. À, bọn nào mà đến kiểm tra hầm rượu của mình, mày cứ làm một phong bì hậu hậu một chút. Dạ. Hỏi xem coi anh Tuấn Mọt bao giờ đi nghỉ mát, chuyển cho anh ấy 50 chai cho tao. Dạ. Mình còn làm ăn dài dài. Suýt nữa anh quên, cuối tuần này sinh nhật em Lam, mày làm cho anh một bó hoa thật đẹp, với lại một chai nước hoa hàng hiệu, rồi chuyển qua trường cho anh. Cái Lam hoa khôi học viện cảnh sát đúng không ạ? Thì còn cái Lam nào nữa? Dây về đám đấy, kinh bố mẹ. Mày sốt quá. Bây giờ chúng nó là sinh viên, mai mốt ra trường, thiếu gì chuyện mình nhờ. Em hiểu rồi. Với lại tao cũng thích em này. Nhìn em đó, ngon mắt đó. Dạ.
Mời vào. Chào anh. Ờ. Thế nào? Báo cáo anh tình hình diễn biến đúng như dự kiến. Hàng chuẩn bị về. Triệu tập ngay ban chuyên án. Tôi xuống dự. Mời cả anh Nhẫn cùng nghe. Rõ. Chào các anh. Chào giám đốc. Các anh ngồi đi. Nào, ta bắt đầu. Báo cáo các đồng chí. Qua việc điều tra mở rộng vụ 20 bánh của ông Vinh, chúng ta đã lần tìm ra được một tên trùm. Sắp tới, chúng sẽ vận chuyển khoảng một tạ ma túy đá. Có đi qua hướng Hưng Hòa không? Theo nguồn tin của trinh sát thì không. Tôi thấy canh lạc đường rồi đấy. Mục tiêu là đường dây hàng trắng sang Trung Quốc qua đây. Chứ còn cái vụ ma túy đá để cho tình bạn người ta làm. Nhá. Nhưng tôi thấy là nếu không bắt đầu từ vụ ma túy đá thì rất khó cho chúng ta mở rộng điều tra các đầu mối liên quan đến vụ ma túy trắng. Thôi được rồi. Cứ cho là ta vụt được cái vụ đá này đi. Thì nó có giúp ích gì cho chuyện của chúng ta? Tôi lại nghĩ khác. Ta bắt thằng Trư rồi điều tra mở rộng. Bắt được thằng Trư à? Mở rộng qua lời khai của nó à? Anh Hà, anh có nằm trong rừng mơ không? Theo tôi thì việc này đang chệch hướng đấy. Cứ mập mờ như thế này á, thì ta dừng lại rút quân ra. Chứ để trong đó rất nguy hiểm, mà lại chả giải quyết được cái gì cả. Theo tôi nghĩ thì có lẽ ta đã định hướng cái việc này sai đấy. Hoặc là do bên kia tự ý hành động, cho nên đã đẩy cả ban chuyên án của chúng ta vào tình thế rất khó xử. Có lẽ trước mắt là nên giải quyết theo hướng của anh Nhẫn, sau đó sẽ tìm ra trách nhiệm sau. Tình hình này á, các ông còn lâu mới thay ông Hoạch làm giám đốc công an tỉnh được. Ai lại đánh cờ một nước như thế hả? Hãy động não đi. Các anh đã làm được hơn 70% công việc rồi. Còn ông nào á, bạn lùi, tức là không hiểu cái gì hết, hoặc là thiếu trách nhiệm. Tôi vẫn chưa hiểu ý anh. Phải nhìn cây để tìm đến rừng. Tiếp tục chỉ đạo diễn sâu, nhưng mà phải có kế hoạch bọc lót. Còn về cái vụ ma túy đá kia, khi nào việc nó đến, tôi sẽ nói. Nhưng mà tuyệt nhiên không phải cách của anh Hà đâu. Thôi được rồi. Bây giờ chúng ta bàn về cái việc bọc lót và truyền tin. Ai có ý kiến gì thì phát biểu đi. Theo em thì ta nên cử một cái tổ bám sát địa bàn, lân la tiếp cận, sau đó thì móc nối liên lạc với trinh sát của ta. Theo anh thì việc này ai có thể làm được? Dạ, báo cáo thủ trưởng. Trước đây em đã giải quyết một cái vụ tương tự như thế này rồi. Ở phòng em thì có cái đội 3, có mấy cậu giải quyết việc này ngon lắm ạ. Dạ. Đúng, tôi thấy việc này nên giao cho cậu Tuất chỉ đạo. Dạ. Vì bên đội cậu ấy có sở trường lắm, rất là tốt đấy. Anh Hà có ý kiến gì không? Theo tôi thì đồng chí Thắng phù hợp với việc này hơn. Nhưng với việc này mà giao cho cậu Tuất thì chúng tôi sẽ yên tâm hơn.
Thôi được rồi, tôi quyết định giao việc này cho anh Tuất làm. Dạ. Anh phải thường xuyên báo cáo tiến độ cho tôi nhá. Rõ. Anh, sếp Tuất xung phong nhận việc này em thấy cũng hơi lạ. Hồi nào giờ ông ta toàn né việc không, giờ lại vơ vào người. Chắc là do đội ba mấy tháng nay chưa có án nào ra hồn. Tao lại nghĩ khác, nên rất lo. Sống trong hang hồn miệng rắn như thế này mà nó lại đục đinh nữa. À, mẹ nó xuất viện chưa? Dạ. Chủ nhật này nè anh, tiền viện phí đắt phết. Bao nhiêu? Nội đặt cái stent tim không 40 triệu rồi, cộng với lại tiền giường bệnh với lại thuốc men nữa, 6 triệu nữa. Thôi, như thế này đi. Ta chẳng có nhiều, tao xin biếu bà cụ 20, còn lại mày mới đơn vị ứng ra đi. Sau này tao sẽ đề xuất với ban giám đốc trích quỹ nghĩa tình đồng đội để hoàn lại cho chúng mày, thấy sao? Dạ, như vậy thì quá tốt rồi anh. Em với lại đồng đội cũng đang quyên góp đó. Ừ, tốt lắm. Đồng đội với nhau phải như thế. Mệnh lệnh trái tim luôn hiệu quả hơn mệnh lệnh cổ họng. Làm chỉ huy cũng vậy, mày phải biết điều này. Càng phải gần gũi, yêu thương lính thực bụng. Dạ, em hiểu. Em thấy có nhiều lão cứ hô hào tăng cường công tác tư tưởng chính trị, tăng cường tình đoàn kết, vậy mà bố lính mất, sếp chẳng một lời hỏi thăm. Lính là tụi nó nhớ dài lắm. Đời của tao đã qua rất nhiều sếp. Có những người tao tôn thờ như thầy, như cha. Nhưng có những lão về hưu rồi, chết rồi mà mình vẫn không phục. Lại nghe có lão bị ung thư, lính mừng húm, kỳ thật. Sống tử tế, lương thiện thì lính chán nó trọng vọng. Còn tham nhũng, trù dập lính là lính nó thù lắm. Thương dân dân lập đèn thờ, hại dân dân đái ngập mồ thối xương. Cũng như anh với chúng mày, cũng chỉ vì cái tình thôi. Cả cái tỉnh này em thấy chỉ có sếp Hoạch với anh là bọn em học hỏi. Không chỉ về cách đánh án mà còn cách điều binh khiển tướng nữa. Nguyên tắc mà không khắt khe, dễ dãi nhưng không buông thả. Nhìn chung là lính nó phục lắm. Em nhớ cái hồi mà em về đội đây, tự nhiên thấy anh xưng hô mày tao, em cũng thấy hơi lạ lạ. Thằng này không yêu thương chúng mày như em như con á, thì tao mới gọi như vậy. Thôi không tán phét nữa, về làm việc đi. Dạ. Thôi em xin phép. À, dạ. Để ý xem Lão Tuất cử ai đi chuyến này, báo anh ngay. Dạ, em biết rồi. Tới bữa rồi, dùng đi. Khách trước. Em là dân võ, không khoái món này cho lắm.
Đại ca bảo chơi thì chơi đi, hàng mới đấy. Sếp đã bảo cho mày chơi đấy, hôm nay cống thế. Mời anh. Mời Hùng lại đây. Mời Hùng lại đây. Mày không biết chiều khai cho. Không thích. Tôi đã bảo tôi không thích. Vẫn biết trong đêm hình bóng riêng mình ta, vẫn nghe bước chân phong trần, trong vắng yêu thương chìm sâu những lặng cấm, mai sau sẽ lặng lẽ đến bên người. Hai, chắc bố là nhận hai. Tìm mình trong cơn mưa đau, mất ngước mắt cùng đầu. Xuôi dòng đời cuộn trong phong lòng ta rực lửa khát khao. Cậy thần, thần cậy cây á. Công an phải là hiệp sĩ bảo vệ người dân chứ.